Huấn luyện viên dự World Cup 2022 ứng cử gây nóng thay thầy Park. Bến đỗ của huấn luyện viên Park sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Pau FC vào chiến dịch mới, Quang Hải sáng cửa đá chính. Huấn luyện viên Thái Lan nói điều bất ngờ về huấn luyện viên Park trước AFF Cup. Huấn luyện viên dự World Cup 2022 ứng cử và chia ghế nóng thay thầy Park. Một nhà cầm quân có lý lịch khủng đã tự ứng cử làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Kế hoạch tìm người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo sau AFF Cup đã được lên kế hoạch sơ bộ. Một nhà cầm quân có chuyên môn rất cao đã sẵn sàng ứng cử làm người kế nhiệm cho huấn luyện viên Park ở đội tuyển Việt Nam. Theo tìm hiểu, vị huấn luyện viên này đã từng giúp cho một đội tuyển dự World Cup 2022. Ông đến từ một quốc gia thuộc châu Âu và đạt tỷ lệ thắng lên đến 83,33% trong 2 năm cầm quân. Khi còn là cầu thủ, ông cũng là một người hiếm hoi ở đất nước của mình ra nước ngoài chơi bóng chuyên nghiệp. Những thông tin trên khá phù hợp với tiêu chí ban đầu mà VFF đưa ra. Cụ thể thì đại diện của VFF muốn người kế nhiệm thầy Park là huấn luyện viên ngoại, có trình độ chuyên môn giỏi, lý lịch hoành tráng như huấn luyện viên của đội tuyển Futsal Nam hiện nay chúng ta đang có. VFF sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, bởi AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo gắn bó với đội tuyển Việt Nam trên cương vị là huấn luyện viên trưởng. Hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF sẽ kết thúc sau ngày 31 tháng 1 năm 2023. VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến thống nhất với sự thấu hiểu lẫn nhau và mong muốn một tương lai phát triển thịnh vượng cho đôi bên. Dù kết thúc quan hệ hợp đồng, nhưng cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park Hang-seo vẫn sẽ giữ mối quan hệ đối tác thân thiết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của bóng đá Việt Nam. Với những dữ liệu kể trên, huấn luyện viên tự ứng cử và chia ghế nóng của đội tuyển Việt Nam chính là Dragan Skocic, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Iran. Chiến lược gia người Croatia đã giúp đội bóng số 1 châu Á giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022, nhưng lại bất ngờ bị sa thải và bổ nhiệm người cũ, huấn luyện viên trưởng Carlos Queiroz. Bến đỗ của huấn luyện viên Park sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Chuyên gia của tờ Chosun đã có dự đoán bất ngờ về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi quyết định nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam. Ngày 17 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bất ngờ thông báo về việc không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi AFF Cup 2022 khép lại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chính thức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Sau khi có thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo không gia hạn hợp đồng với VFF, chuyên gia của tờ Chosun đã đưa ra dự đoán của mình về bến đỗ tương lai. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong 5 năm, sẽ trở về Hàn Quốc. Khi huấn luyện viên Park trở lại Hàn Quốc, sự chú ý được cho là sẽ hướng đến những động thái trong tương lai của ông. Khi mà ông đã chứng tỏ khả năng của mình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, người ta kỳ vọng rằng sự quan tâm của ông sẽ tăng lên ở giải bóng đá Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park dự kiến sẽ tạm nghỉ trong thời gian này vì đã kiệt sức về tinh thần và thể chất khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông ấy sẽ nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho bản thân trong thời gian này. Không dễ để có thể nắm quyền dẫn dắt một câu lạc bộ K-League vào lúc này. Tháng riêng là thời điểm bắt đầu tập huấn mùa đông cho đội chuyên nghiệp và vì vậy rất khó để ông Park có thể đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng ngay lập tức. Tuy nhiên, với những thành tích tuyệt vời ở Việt Nam, chúng ta không thể loại trừ khả năng xuất hiện một đội bóng đánh giá cao khả năng của ông Park và bày tỏ ý định ký hợp đồng với ông. Cũng có những nhận xét cho rằng ông Park muốn đảm nhận một vai trò nào đó tại một câu lạc bộ K-League hoặc là hiệp hội bóng đá Hàn Quốc hơn là làm việc với tư cách là một huấn luyện viên. Pau FC vào chiến dịch mới, Quang Hải sáng cửa đá chính. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có khả năng cao được trở lại đội hình xuất phát của Pau FC khi mà đội bóng chuẩn bị bước vào đấu trường mới. Sau bàn thắng đầu tiên trên đất Pháp, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã nhận được điểm cộng rất lớn từ huấn luyện viên trưởng Thỏ Lót cũng như là giới chuyên môn Pháp. Cơ hội ra sân của tân binh người Việt Nam tại Pau FC trở nên sáng sủa hơn sau chuỗi trận bị ngó lơ trên ghế dự bị. Ở trận đấu gần nhất, Quang Hải cũng được sử dụng trong những phút cuối tại chiến thắng chưa từng có của Pau FC tại Lịch Tô. Dù nhận về những thống kê bất ngờ, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn có thể lạc quan về khả năng thi đấu nên tiếp tục nỗ lực và thực hiện rất tốt. Tới đây, hy vọng trở lại đội hình xuất phát của Quang Hải được thắp sáng hơn bao giờ hết khi mà Pau FC chuẩn bị bước vào chiến dịch mới ở mùa giải 2022-2023. Theo đó, vào ngày 30 tháng 10 tới, đội chủ sân Nostercam sẽ bắt đầu hành trình tại Cúp Quốc gia Pháp từ vòng loại đầu tiên. Đối thủ của Pau FC sẽ là Angers Montes, đội bóng đang chơi tại giải hạng 5 của nước Pháp. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, huấn luyện viên trưởng Thỏ Lót nhiều khả năng sẽ để cho các trụ cột nghỉ ngơi và thử nghiệm những nhân tố khác của Pau FC, trong đó đặc biệt là Quang Hải. Trước khi chạm trán Angers Montes ở vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia Pháp, Pau FC còn một trận đấu nữa tại vòng 13 của Ligue 1, tiếp đó Nîmes trên sân nhà.
Nim là đội bóng đang đứng trong nhóm xuống hạng và kém nhóm đội bóng Quang Hải 5 bậc trên bảng xếp hạng. Đây cũng sẽ là cơ hội để Quang Hải được tạo điều kiện vào sân thi đấu và hứa hẹn sẽ có thêm thành tích kể từ khi trở lại Power FC từ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA Day. Ngôi sao 25 tuổi cho thấy tinh thần, phấn chấn để có thể thích nghi tốt hơn với môi trường bóng đá mới. Huấn luyện viên Thái Lan nói điều bất ngờ về huấn luyện viên Park trước AFF Cup. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2023. Chiến lược gia người Hàn Quốc đặt mục tiêu vô địch đấu trường Đông Nam Á như là lời chia tay với những chiến binh sao vàng. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự tại đội tuyển Việt Nam đang làm việc cật lực để chuẩn bị cho nhiệm vụ đòi lại ngôi vương từ tay đại kình địch Thái Lan. Thất bại trước huấn luyện viên trưởng Mano Polking của bầy voi chiến tại AFF Cup 2021 cuối năm ngoái vẫn là điều khiến vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chăn trở nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Con đường duy nhất của tôi luôn nhắm đến đó là chiến thắng cho đội bóng của mình. Mục tiêu chiến thắng không bao giờ là dễ dàng và nếu như không muốn nói là xả stress. Nếu như chúng ta sẽ phải cố gắng hoàn thành nó bằng tất cả năng lực, trí tuệ, sự nhiệt tâm của mình bởi khán giả Việt Nam sẽ vô cùng chờ đợi. Tại AFF Cup 2022, Thái Lan và Việt Nam sẽ không chạm trán nhau ở vòng đấu bảng khi cùng là hạt giống số 1. Trước thông tin ông Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau giải đấu, huấn luyện viên Mano Polking, đối thủ bên kia chiến tuyến cũng có phản ứng hết sức đặc biệt. Trả lời VN Express, vị huấn luyện viên trưởng người Đức gốc Brazil cho biết là ông Park Hang-seo là huấn luyện viên tuyệt vời đã làm rất tốt công việc ở Việt Nam. Tôi buồn khi biết tin ông ấy sẽ không gia hạn với Việt Nam. Chúng tôi sẽ đều nhớ đến ông ấy, chúc ông Park những điều tốt đẹp nhất trong tương lai." Hiện tại thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Được biết thì đây sẽ là một huấn luyện viên ngoại với lý lịch vô cùng ấn tượng.